thần châu mênh mông, người tù chân luyện đạo nhiều vô kể, hai phe chính và ma sát phạt không ngừng. Thành Vân Trùng Môn là thiên thánh tử cầm Chu Tiên kiếm đánh ma giáo, dẫn đầu chính đạo giữ trăm năm yên ổn. Ngày hôm nay, Tiểu Phàm khiêu chiến Lâm Kình Vũ. Kết quả là bị ăn hành ngay từ chiêu đầu tiên. Lâm Kình Vũ sử dụng thanh kiếm chèn vào cổ Tiểu Phàm, bắt cậu phải thua tâm phục khẩu phục. Trường Tiểu Phàm cố chấp, đúng lúc sắp chết vì ngạt thở thì có ai đó ra tay giúp đỡ. Thì ra người vừa ra tay là một lão hòa thượng, lão khen ngợi Lâm Kình Vũ. Những lời này làm cho Lâm Kình Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên nhanh chóng dẫn theo nam chính quay về. Sau khi trở về, Tiểu Phàm liền một mình mang theo thùng cơm ra ngoài cho ai đó. Đột nhiên một đạo khí tức hắc ám xuất hiện, lão hòa thượng cảm nhận được bên trong khí tức có người nên nhanh chóng lao ra đoạt lại. Đột nhiên một con rết xâm nhập vào người lão hòa thượng. Tên lạ mà lao tới tấn công lão hòa thượng. Mặc dù thực lực trên cơ vậy nhưng bởi vì đã bị tên kia âm thầm ám toán, cho nên lão nhanh chóng bị thương. Hắn ta yêu cầu lão mau chóng giao vật kia ra. Phổ Chí kiên quyết không nghe lời. Hắn ta nghe vậy liền không khách khí mời Phổ Chí đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Bên này Phổ Chí sử dụng ra 6 chữ đại minh chú. Hai kỹ năng nhanh chóng lao vào nhau, tên kia lập tức bị đẩy lùi. Hắn lấy ra kỹ năng thần kiếm ngự lôi chân quyết, chiêu hồi vô số sấm sét. Sử dụng tuyệt chiêu bản môn cũng đồng nghĩa rằng thân phận sẽ bại lộ. Lực lượng sấm sét chính là đại năng lượng của trần pháp đào xa. Dù đã sử dụng hết tuyệt chiêu vậy nhưng vẫn không phải đối thủ của lão hòa thượng, cho nên hắn đành phải quay xe bỏ chạy. Tuy đẩy lùi được kẻ địch vậy nhưng tính mạng của lão cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa, định bụng để hai đứa bé bái vào Thanh Vân Môn. Gặp nhau là duyên, vận mệnh sớm đã định. Phổ Chí ngỏ ý muốn truyền cho cậu một phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành chính là một ít phương pháp hô hấp thổ nạp hoặc có thể giúp cậu trở nên mạnh hơn. Nhưng mà cậu phải hứa với lão mấy chuyện, phải tuyệt đối giữ kín bí mật. Suy nghĩ một lúc, Tiểu Phàm kiên quyết sẽ không tiết lộ. Lão tặng cho cậu một viên châu, phải cất giữ nó thật tốt, không thể để cho người ngoài nhìn thấy. Đợi sau này ổn định, thì đem nó ném đi. Chẳng biết trải qua bao lâu, hai người cũng tỉnh lại, bọn họ nhanh chóng quay về thôn. Trương Tiểu Phàm phát hiện tất cả mọi người đều đã chết, chẳng ai còn sống cả. Bây giờ chỉ còn cậu và Lâm Kình Vũ nương tựa vào nhau nữa mà thôi. Đột nhiên một người khác xuất hiện, hắn ta tên là Tiêu Giật Tài, đệ tử của Thanh Vân Môn. Hắn nhanh chóng đưa hai người quay trở về, tông môn có vài câu chuyện muốn hỏi thăm. Tiêu Giật Tài đem mọi chuyện kể lại. 420 hộ gia đình đáng thương trong thôn chỉ có 3 người sống sót, người thứ 3 không ai khác chính là Vương Nhị Thúc. Lão già này là Thanh Vân trưởng môn, Đào Huyền chân nhân. Lâm Kình Vũ đem nguyên nhân sống sót kể lại, cậu ta chỉ nhớ là buổi tối đang ngủ trên giường, vậy nhưng sáng dậy lại ở gốc cây cổ thụ. Đến lượt Trương Tiểu Phàm, bởi vì bản thân đã hứa với Phổ Chí rằng sẽ giữ kín bí mật tuyệt đối, cho nên cậu không lên tiếng. Từ điều này tới xem, đám cao tầng của Thanh Vân Môn chẳng thu được tin tức gì. Bọn họ không thể bỏ mặc kệ mấy đứa nhỏ còn sót lại của Thảo Miếu thôn được. Sau một hồi tranh luận, trưởng môn quyết định để Lâm Kình Vũ tới Long Thủ Phong của Thương Tùng. Còn Trương Tiểu Phàm thì tới Đại Trúc Phong của Điền Bất Dịch. Đại Trúc Phong là ngọn núi yếu nhất tại đây, số lượng đệ tử chỉ có vài người. Trương Tiểu Phàm nhanh chóng thu hút các sư huynh, họ tò mò tới xem. May mắn có được một vị tiểu muội là Linh Nhi giải cứu, bộ rằng nàng ta còn nhỏ vậy nhưng lời nói lại vô cùng có giá trị. Vì là thành viên thứ 7 nên Tiểu Phàm được mọi người xưng hô với cái tên là Lão Thất. Được biết, Linh Nhi chính là chân truyền của sư phụ, cha nàng năm đó là người tu hành cao nhất trong Thanh Vân truyền nhân. Qua ngày hôm sau, đại sư huynh đi tới dẫn Tiểu Phàm mở ra con đường tu hành. Đệ tử mới nhập môn, trong 3 năm đầu mỗi ngày đều phải tới đây chặt trúc. Bởi vì cậu còn nhỏ nên trong 3 tháng đầu, mỗi ngày hãy chặt một cây. Linh Nhi biểu diễn một phen, động tác chặt vô cùng đẹp mắt, đến lượt cậu thì lại khóc, không những chặt không đứt cây trúc mà còn bị nó quất lại vào mặt. Đại sư huynh cho biết, thần trúc cứng rắn lạ thường, thích hợp cho đệ tử mới nhập môn rèn luyện cơ thể xây dựng nền tảng. Những ngày đầu khá vất vả, vậy nhưng càng về sau càng có nhiều tiến bộ. Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, Trương Tiểu Phàm lúc này cũng đã lớn, trở thành một thiếu niên cứng cỏi. Cậu tiến hành luyện tập với các sư huynh của mình, trình độ né tránh vô cùng dẻo dai, lạng lách đánh võng rất chuyên nghiệp. Chỉ có điều công lực thu phóng lúc được lúc không, nếu thực sự đánh nhau thì có lẽ đã ngùm cụ tỏi rồi. Những ngày tiếp theo, Trương Tiểu Phàm vẫn miên mài luyện tập. Tuy nhiên lần này luyện tập lại không yên tĩnh cho lắm, lý do là bị kẻ nào đó liên tục ném trái cây về phía này buộc cậu ta phải né tránh. Cứ tưởng rằng hung thủ là kẻ nào đó gan to bằng cái vung, ai ngờ lại là một chú khỉ nghịch ngợm. Trong khi đó, người huynh đệ Lâm Kình Vũ thì lại phát triển vượt bậc. Họ không ngờ rằng Lâm Kình Vũ này mới nhập môn 5 năm mà đã bứt phá tới tầng thứ 6 của Thái Cực Huyền Thành Đào. Đột nhiên tên Phương Siêu sư huynh ra mặt, hắn chủ động khiêu chiến. Sau màn chào hỏi có vẻ là khá khách khí, hai người cũng lao vào nhau chiến đấu. Sau một hồi giao thủ, Phương Siêu cũng bị yếu thế và bị kiếm chi thẳng vào cổ. Về phần Trương Tiểu Phàm, sau nhiều ngày bị con khỉ đó làm phiền, cậu và Điền Linh Nhi quyết định sẽ chờ nó xuất hiện rồi dạy cho nó bài học.
Sau khi đồ ăn đã chín, con khỉ kia cũng xuất hiện. Việc đầu tiên mà nó làm là trực tiếp cướp lấy đồ ăn từ trên tay Linh Nhi, sau đó làm một hơi chén sạch đồ ăn. Đã to gan cướp đoạt rồi, ấy vậy mà còn lè lưỡi khiêu khích. Sau đó tiện tay cướp nốt chỗ đồ ăn còn lại. Điền Linh Nhi càng thêm tức giận. Một bên liên tục truy đuổi, bên kia thì lươn lẹo bỏ chạy. Còn khỉ mải mê chạy nên không may rơi xuống dưới, sau đó tới lượt Linh Nhi. Biết có chuyện chẳng lành, cô liền men theo dây leo xuống vực. Sau một hồi tìm kiếm cũng thấy Điền Linh Nhi, nàng ta đang nằm bất tỉnh bên cạnh hồ nước. Và nhưng sau khi tiến lại gần, sức lực đột nhiên tan biến. Vất vả lết từng bước, cuối cùng cũng giải cứu được người. Đột nhiên viên ngọc trên ngực bay ra, kéo theo cả Trương Tiểu Phàm lao xuống nước. Tiến sâu xuống bên dưới hồ, cậu lập tức nhìn thấy một thứ kỳ lạ, bộ dạng giống một cây gậy. Trong lúc chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã nhanh chóng bay lên rồi kết hợp với viên ngọc. Quá trình này gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Trung Tiểu Phàm sau đó cũng bị ngất đi. May mắn là Xu Nương kịp thời xuất hiện giải cứu, vốn lại được cái mạng. Trung Tiểu Phàm đem chuyện đụng độ con khỉ khốn nạn đó nói ra. Lão ta nghe xong càng tức giận. Đường đường là đệ tử Đại Trúc Phong, ngay cả một con khỉ hoàng cũng không đánh lại. Thật là quá mất mặt. Sau khi hai người rời đi, con khỉ lại xuất hiện ở cửa phòng. Vậy nhưng lại bị Điền Linh Nhi dọa cho sợ chết khiếp, buộc phải chạy vào sau người cậu né tránh. Quá tức giận, nàng ta lập tức đuổi theo, còn huy động thêm con chó đại hoàng đuổi bắt. Khác với lần trước, lần này khi con nhanh chóng bị bao vây lại một chỗ, lúc sắp bị ăn hành thì Trương Tiểu Phàm lại ra mặt giải huy. Không còn cách nào khác, nàng ta đành phải bỏ qua ân oán cũ, cũng nhắc nhở Tiểu Phàm quản nói cho tốt. Tiểu Phàm đặt tên cho con khỉ kia là Tiểu Hồi. Ngày hôm sau, Tiểu Phàm như thường ngày vẫn vào bếp nấu ăn. Ngoài ra, cậu ta còn đặc biệt làm một chiếc sáo trúc tặng cho vị tỷ tỷ của mình. Không may là cả hai trong lúc tranh giành lại vô tình làm cây sáo rơi xuống nổi nước. Ngay sau đó, đại sư huynh tiến vào thông báo có khách tới thăm. Không ngờ người khách đó lại chính là đệ tử của Long Thủ Phòng, Lâm Kinh Vũ cùng tên sư huynh Tề Hậu. Tề Hậu đứng lên bẩm báo, lần này tớ là được trưởng môn đạo huyền sư bá nhiều vỏ. Hồi võ khí quá nhất mạch, quy tắc trong hội võ có thay đổi, nhằm tránh bỏ lọt nhân tài nên lần này được tăng từ 4 người lên tận 9 người với 6 phòng thi. Lần thay đổi này, Long Thủ Phong vào trưởng môn có lợi nhất. Còn đệ tử Đại Trúc Phong thì thiệt thòi nhất, cho nên điểm bắt dịch rất không vui. Vừa vặn sự xuất hiện của Trương Tiểu Phàm cắt đứt không khí căng thẳng này, Điền Linh Nhi dường như phải lòng tiền Tề Hậu nên ở lại trò chuyện thêm. Còn hai người Tiểu Phàm và Kinh Vũ thì ra ngoài hàn huyền. Sau 5 năm, bọn họ quyết định khiêu chiến thêm lần nữa. Lâm Kinh Vũ chỉ cần dùng chút nội lực đã đẩy ngã Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi xuất hiện, nàng ta cảm thấy tên Lâm Kinh Vũ kia đang bắt nạt người của Đại Trúc Phong, cho nên lập tức ra mặt, liên tục tấn công Lâm Kinh Vũ, mặc kệ cho Tiểu Phàm ngăn cản. Hai người đánh nhau kịch liệt, Lâm Kinh Vũ nhanh chóng thoát khỏi trói buộc, sau đó lấy ra Trảm Long kiếm, xuất ra kỹ năng định một mất một còn với Linh Nhi. Nàng ta nhanh chóng lao lên trên né tránh, phản công ngược lại. Sau một lúc, Điền Linh Nhi cũng bị đẩy lùi. Đúng lúc định tặng cho mỹ nhân một đường kiếm vào người, thì tiên sư huynh Tề Hạo xuất hiện giải vây cho Linh Nhi. Ngay sau đó, Điền Bất Dịch cùng các sư huynh đệ cũng tới, lão ta vô cùng tức giận. Tề Hạo vội vàng chắp tay tạ tội, quay về phía sư đệ của mình, yêu cầu hắn xin lỗi vì nhân lầm. Kình Vũ vẫn cứng đầu không chịu. Điền Linh Nhi cảm giác không phục trận chiến bàn nãy, nên lập tức thêm dầu vào lửa. Sao lại không trách được? Rõ ràng là hắn đang ỷ mạnh hiếp yếu. Nghe tới đây, Lâm Kình Vũ cũng bất đắc dĩ nhận lỗi. Mọi người giải tán quay về, Tề Hạo vội vã chạy theo và lấy ra một hộp ngọc. Bên trong hộp là thanh lương châu mà hắn có được khi tiêu diệt ma giáo cùng sư phụ. Hôm nay tặng cho nàng, coi như quả xin lỗi. Chứng kiến cảnh tượng này, Trương Tiểu Phàm liền thất thần. Hồi võ thất mạch cứ 60 năm mới mở một lần, hai người mới nhập môn được 5 năm đã may mắn gặp lúc. Tới lúc ấy nhất định phải quan sát học hỏi thật nhiều để tích lũy kinh nghiệm. Buổi tối, Điền Linh Nhi đột nhiên tìm tới phòng hỏi thăm, đưa cho cậu một tờ giấy. Nhìn thấy nội dung bên trong, cậu lập tức ngạc nhiên, không ngờ bên trong ghi chép lại là công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đao tầng thứ 3. Đây là bản thân nàng cố ý lấy cho cậu tập luyện. Đã lấy về rồi thì luyện cho tốt đi, nàng hy vọng sau này đừng để người ta bắt nạt nữa. Ngoài những chuyện này, nàng ta lại tỏ ra vô cùng hứng thú với Tề Hậu. Điều này làm cho Tiểu Phàm có chút không vui, biết ý nên nàng nhanh chóng rời đi. Nhân lúc không có người ngoài, cậu cũng quyết định mở ra xem một chút. Cảm thấy pháp quyết quen thuộc, Trương Tiểu Phàm lập tức ra phía sau núi tu luyện. Đúng là tầng thứ 3 có khắc, sau khi luyện qua một lượt, cậu đã có thể tùy ý thu phóng chân khí, đánh ra nhiều trường lực liên tiếp. Về phần Lăng Kình Vũ, hắn tiếp tục rèn luyện, thực lực so với lần trước đã tăng lên đáng kể. Về phía trường môn đạo huyền chân nhân, lão ta nhận được mật tín nên lên tới bia tổ tiên. Một giọng nói xa nua vang lên ngụ ý rằng không cần tranh đấu với ma đạo. Tuy nhiên đạo huyền chân nhân lại không nghĩ như vậy. Thành Vân lập phái ngàn năm chính là vì càn quét tà ma, cho thiên hạ một bầu trời tươi sáng. Tài lão cầu là thiên hạ trong sạch toàn vẹn. Cuối cùng thì cũng tới ngày đám người Đại Trúc Phòng xuất phát tham gia hội võ thất mạch. Tất cả mọi thứ, pháp bảo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy cây gậy nhóm cùi đeo phía sau, Điền Linh Nhi cũng ngạc nhiên.
Mặc kệ là như thế nào thì cậu vẫn cứ mang theo. Ngoài ra Điền Linh Nhi cũng không quên đưa cho Tiểu Phàm một thanh kiếm rồi an ủi. Lần này tới là để học hỏi thêm kiến thức, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Mọi sự đã xong, mọi người nhanh chóng lên đường. Chứng kiến sự tấp nập của đại hội, cậu ngạc nhiên không thôi. Xem ra năm nay sĩ khí của mọi người đều rất cao, đầu đầu cũng là huyền náo. Ngoài Đại Trúc Phong thì ở Thành Vân còn có Tiểu Trúc Phong, đệ tử đều là nữ. Bọn họ vừa mới xuất hiện đã lập tức thu hút đám nam nhân xung quanh. Các sư muội sư tỷ của Tiểu Trúc Phong đều vô cùng xinh đẹp. Nổi bật nhất trong số đó vẫn là một nữ tử cầm ngọc kiếm, dung nhan tựa như tiên tử. Thế nhưng nàng ta lại có một bộ mặt khá lạnh lùng vô cảm. Nàng ta chính là Lục Tuyết Kỳ. Trước giờ thi đấu, các trưởng lão tập trung lại bàn bạc. Mục đích của hội võ lần này là để tự cường mới là kế sách lâu dài của Thành Vân. Vậy nhưng trừ ma về đào lại càng là bổn phận. Trường môn muốn mượn thời điểm hội võ thất mạch, sau đó định cho 4 đệ tử vào 4 hạng đầu tới vạn bức cổ quần dò xét tình hình. Người chiến thắng lần này cũng sẽ trở thành lực lượng trung kiên của Thành Vân phái. Về phía Trương Tiểu Phàm, cậu ta liên tục đuổi theo con khỉ tiểu hồi, sau đó bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của đệ tử Long Thủ Phòng. Dẫn đầu là tên sư huynh Tề Hậu, nhìn thấy Điền Linh Nhi, hắn ta liền đi qua chào hỏi. Điền Linh Nhi ngại ngùng đáp lời. Lâm Kình Vũ cũng chạy ra nói chuyện với Tiểu Phàm. Trong thời gian đó, con khỉ tiểu hồi đã chạy đi quấy phá, kết quả là bị truy đuổi phải chạy về cậy thế Tiểu Phàm. Tên kia thế vậy liền tới hỏi thăm, sự theo lời hắn nói, tiểu hồi là tam nhãn linh hầu, dị thú chưa thuần, chưa từng có chuyện tam nhãn linh hầu bị thuần hóa, bây giờ nó còn chưa mở mắt nên không khác gì khỉ hoàng. Rất nhanh sau đó, tiếng trống khai mạc cũng bắt đầu, các vị đạo nhân ngồi lên trên cao quan sát. Phía bên dưới là từng tốp đệ tử tiến vào xếp hàng, chủ môn đầu Huyền Chân Nhân đứng trên phát biểu. Trong thời gian đó, tên thư sinh kia lại một mực chú ý tới tiểu hồi, hắn là Tằng Thư Thư, đệ tử Phong Hồi Phòng. Lễ tế kiếm cũng bắt đầu, các đệ tử được chọn đồng loạt lao lên không trung biểu diễn triệu hồi ra vô số thanh kiếm. Lão gia Thương Tùng đứng lên trên phát biểu, vì cổ vũ đệ tử siêng năng học hỏi, nỗ lực phấn đấu nên cuộc thi lần này còn có phần thưởng đặc thù cho người đứng đầu, đó chính là lục hợp kính. Bởi vì nhân số tỷ thí, vậy nên sẽ tiến hành theo thứ tự là từ số 1 đấu với số 64, số 2 đấu với số 63, cứ như vậy mà tính. Từ điều này tới xem, về sắp xếp chọn cặp cũng tùy thuộc vào độ may rủi, phụ thuộc vào việc bốc trúng đối thủ khó hay dễ. Nghi thức rút thăm rất nhanh liền bắt đầu. Các thí sinh tham gia nhanh chóng lao lên bốc thăm, mỗi người sẽ lấy một viên cầu có ghi số thứ tự. Trương Tiểu Phàm tiện tay nhặt lấy viên cầu rơi gần đó, không ngờ bên trong lại là số 1. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, bởi vì không có đối thủ số 64 để xếp cặp nên cậu được trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Điềm Bất Dịch nghe vậy liền đập tay xuống ghế vui mừng, hành động thể hiện cảm xúc này có phần lố lăng rồi, cho nên lão nhanh chóng ngồi lại xuống ghế. Cứ như vậy, Trương Tiểu Phàm là người đầu tiên thông qua vòng hai. Ngay sau đó, trận thi đấu liền bắt đầu, từng cặp đôi lần lượt lên sân. Những người có danh tiếng và thực lực mạnh như Tề Hậu, Lâm Kình Vũ, vị đại sư huynh, Lục sư huynh hay Tằng Thư Thư đều dễ dàng vượt qua. Cuối cùng cũng đến lượt Điền Linh Nhi. Đối thủ mà nàng ta gặp là thần thiên đấu của Triều Dương Phòng. Hai người vừa chào hỏi xong thì tên kia đã động thủ trước, hắn tự gọi cách đánh lén này là chiếm tiên cơ. Điền Linh Nhi nhanh chóng lao lên vậy nhưng cũng lập tức bị đối thủ điều khiển vô số tảng đá nhốt lại một chỗ. Đúng lúc tưởng như kết cục của nàng ta sẽ bại thì cây gậy phía sau lưng Tiểu Phàm bộc phát ra một chút khí tức, trợ giúp Linh Nhi thoát khỏi khống chế. Qua đó lật ngược thế cờ giành lấy chiến thắng. Nàng ta nhanh chóng tiến về phía Tiểu Phàm khoe khoang. Đúng lúc đó, Lục Tuyết Kỳ cũng ra sân. Không ngờ đối thủ mà nàng gặp lại là tên Phương Siêu của Long Thủ Phòng. Trước khi bắt đầu cuộc tỷ thí, hắn ta không quên giới thiệu mình là đệ tử của Long Thủ Phòng. Lục Tuyết Kỳ cũng khách khí chào hỏi lại, sau đó mời hắn ra chiêu. Tên Phương Siêu nghe vậy liền rút kiếm tấn công. Lục Tuyết Kỳ thản nhiên tránh né, điều này làm cho Phương Siêu có vẻ không vui. Thậm chí đám người đang quan chiến còn lên tiếng trêu đùa, chẳng lẽ đối mặt với sư muội xinh đẹp nên nương tay ư? Không chỉ là tay, e rằng trái tim cũng mềm nhũn rồi. Sau một hồi tấn công không được, Phương Siêu cũng liền sốt ruột. Hắn ta liên tục tấn công vậy nhưng lập tức bị Lục Tuyết Kỳ áp chế. Nàng ta chỉ xuất kiếm một lần đã thành công giành được chiến thắng. Tên Phương Siêu không thích điều này, đường đường là sư huynh dưới một người trên trăm người của Long Thủ Phòng, ấy vậy mà bị loại ngay từ vòng gửi xe. Cho nên hắn không thể không sốt ruột, hắn vung kiếm định đánh lén. Cũng may có Trương Tiểu Phàm kịp thời phát hiện rồi nhắc nhở, nên Lục Tuyết Kỳ mới kịp lúc tránh né. Nàng ta nhanh chóng rút kiếm, tên Phương Siêu chỉ kịp thời há mồm ngơ ngác. Sau đó thân thể bị đánh bay lên trời, rồi rơi xuống úp mặt dưới sân thi đấu, thanh kiếm trên tay cũng bị đánh gãy. Một màn này làm cho Tiểu Phàm ngơ ngác, tên thư sinh Tằng Thư Thư cũng thở dài, người đẹp, tâm càng lạnh. Trong khi đó, lão gia Thương Tùng lại vô cùng tức giận, mặc dù biết đệ tử của mình chơi bẩn. Vậy nhưng lão vẫn mặt dày quay sang chỉ trích vị Thủy Nguyệt đạo nhân của Tiểu Trúc Phòng. Thủy Nguyệt nghe vậy liền cứng rắn đáp trả lại.
Điền Bất Dịch thì tỏ ra hâm mộ Thùy Nguyệt vì có được một đệ tử giỏi như Lục Tuyết Kỳ. Vòng thi đấu đầu tiên kết thúc. Tất cả những người tiến vào vòng sau đều được khắc tên rồi đặt tên trên một cái bàn tròn. Trung Tiểu Phàm mới trở về, trong lúc còn đang mơ màng suy nghĩ thì cậu đang nghe thấy tiếng cười của Điền Linh Nhi nên vội vã tiến lại gần. Bộ dạng vô cùng chờ mong được gặp vị sư tỷ này. Tuy nhiên sau khi tiến lại gần thì cậu mới ngỡ ngàng. Vị sư tỷ ngày thường vẫn quan tâm chăm sóc mình, bây giờ lại đang tay trong tay với người khác, trên miệng cười nói vui vẻ. Người đi cùng nàng ta không ai khác chính là Tề Hậu. Điều này chẳng khác gì việc đang sắp muối vào tim, làm cho Tiểu Phàm chỉ biết đứng một chỗ lặng nhìn hai người vui vẻ mà thôi. Qua ngày hôm sau, vòng thi đấu lại tiếp tục. Mặc dù người đang ở trên đài thi đấu, vậy nhưng đầu óc của Tiểu Phàm lại ở nơi khác. Cậu chủ động lao lên vậy nhưng không làm gì được, thậm chí còn bị đánh bay đi, thanh kiếm trên tay cũng tiếp tục bị chém gãy. Rơi vào đường cùng, cậu đành phải lấy ra cây gậy. Hai bên giằng co một hồi, nam chính nhanh chóng bị đánh bị thương. Tên kia thế vậy liền lấy ra bản lĩnh thực sự của mình rồi lao tới. Cứ tưởng là Tiểu Phàm sẽ bị sắp mặt, vậy nhưng đúng lúc đó, vết máu trên tay bất ngờ rơi xuống thiêu hỏa cồn, nó lập tức bạo phát khí tức màu đen kỳ lạ. Khán giả bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng vũ khí va chạm. Sau đó thân thể tên Sở Dư Hồng bị đánh xuống dưới sân thi đấu bất tỉnh nhân sự. Trung Tiểu Phàm chậm rãi ngã xuống bất tỉnh, vậy nhưng dù sao cũng giành được chiến thắng và lọt vào trong top 16. Việc giành được chiến thắng của Tiểu Phàm làm cho mấy sư huynh trong Đại Trúc Phong kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó Trung Tiểu Phàm cùng đại sư huynh và Điền Linh Nhi cũng xuất hiện. Sau đó Điền Bất Dịch cũng đi tới nhắc nhở. Nếu như không nhờ may mắn thì cả đám sớm đã quấn băng vài năm ngửa rồi. Linh Nhi tỏ vẻ không hài lòng, rõ ràng là đối thủ quá yếu. Lão ta nghe vậy liền chỉ trích. Lão thừa biết trận thi đấu đó không đúng, nguyên nhân giành chiến thắng như nào, e rằng đứa con gái này cũng mơ hồ. Đối thủ trận tiếp theo của nàng chính là Lục Tuyết Kỳ, nhân tuyển có hy vọng đoạt giải quán quân nhất trong năm này. Nàng ta nghe vậy vẫn giọng điệu ương bướng, tự cho rằng bản thân mình cũng là hy vọng đoạt giải quán quân cho Đại Trúc Phong đó. Qua ngày hôm sau, trận chiến lại tiếp tục. Mới đi tới, Tăng Thư Thư đã tiến lại chào hỏi, đồng thời cho biết hắn đã dặn dò Bành Sương, đối thủ của cậu, lát nữa khai chiến sẽ cho cậu thua thể diện một chút. Hắn làm như vậy là vì không hy vọng cậu bị thương, bản thân hắn và Tiểu Hồi sẽ ở bên dưới trợ uy cho cậu. Điều đặc biệt là ngày hôm nay chỉ riêng một mình Tiểu Phàm đi tới đây, những người khác của Đại Trúc Phong đều không thấy có ai đến cổ vũ. Sau lời chào hỏi, tên Bành Sương cũng nói nhỏ, hy vọng rằng Tiểu Phàm đừng lo lắng, hắn sẽ có chừng mực. Sau đó hai người cũng lấy ra vũ khí. Nhìn thấy pháp bảo đã được bao bọc kỹ lưỡng trên tay Tiểu Phàm, khá ta vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Phàm lo lắng, nếu không bọc lại, nó sẽ làm cho người khác bị thương. Vốn dĩ hắn còn muốn nể mặt Tăng Thư Thư một chút. Không ngờ rằng Trương Tiểu Phàm này lại đáng ghét như vậy. Hôm nay không đánh cho cậu êm mông bầm mặt thì sẽ thay đổi thành họ Trương luôn. Hắn không tốn quá nhiều sức, đã dồn ép Tiểu Phàm vào thế khó, toàn thân bị một vòng lửa bao vây. Cùng lúc này, trận tỉ thí của Lục Tuyết Kỳ và Điền Đình Nhi cũng sắp diễn ra. Hầu hết các đệ tử đều tập trung vào trận chiến của hai mỹ nhân. Các sư huynh trong Đại Trúc Phong đều ở đây cổ vũ cho tiểu sư muội. Điều này làm cho Lục Tuyết Kỳ cũng phải liếc mắt nhìn. Linh Nhi quay xuống phía dưới, Tề Hạo cũng ở đây cổ vũ, nàng ta vô cùng vui mừng. Điền Linh Nhi tự tin chắp tay muốn đánh nhanh thắng nhanh. Lục Tuyết Kỳ liền đáp ứng, trong khi đó tình hình của Tiểu Phàm càng lúc càng không ổn, vậy nhưng cậu vẫn cố gắng gượng chống đỡ. Người chủ động lao lên là Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ chỉ một mực tránh né, Điền Linh Nhi càng muốn thể hiện tấn công mạnh mẽ hơn. Sau một hồi giằng co, kiếm của nàng ta cũng bị đoạt đi. Dù là vậy thì nàng vẫn không chút kinh ngạc hay lo lắng. Lục Tuyết Kỳ lập tức lao lên, chỉ với vài đường đánh cơ bản đã dồn Linh Nhi vào chỗ khó. Mặc dù đã cố phản công ngược lại, vậy nhưng cách biệt về trình độ là quá lớn, cho nên nhanh chóng nhận lấy thất bại. Đúng lúc này trận chiến của Trương Tiểu Phàm cũng kết thúc. Người cuối cùng giành được chiến thắng không ai khác chính là Nam Chính. Tuy nhiên, cái giá của chiến thắng này cũng không nhỏ chút nào. Toàn thân cậu cơ hồ bị đánh cho tan tác, cậu nhanh chóng được đưa về dưỡng thương. Trải qua thăm dò, Điểm Bất Dịch cũng phần nào hiểu được lý do cậu giành liên tiếp hai trận chiến thắng. Nguyên nhân là do công pháp Thái Cực Huyền Thành Đao của cậu đã lên đến tầng 4 thay vì tầng 2 mà ông chỉ dạy. Lão mà biết là ai lén truyền công pháp thì tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Thế từ Tô Nhi nhanh chóng bổ sung, nhìn khắp Đại Trúc Phong này, ngoài con gái Điền Linh Nhi thì còn có ai dám tự ý truyền thụ Thái Cực Huyền Thành Đao cho Tiểu Phàm chứ? Nhắc tới đứa con gái này, lão lại tức giận, tranh tài thua vì khinh địch. Giờ mới bao lớn mà đã định chung thân, đúng là làm phản rồi. Về phía Tiểu Phàm, cậu cố gắng đứng dậy rồi đi ra ngoài. Mới bước chân ra cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc của Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi thấy vậy càng được đà tâm sự, đem hết nỗi lòng nói ra. Qua ngày hôm sau, trận chiến của Trương Tiểu Phàm lại tiếp tục. Các thí sinh thấy cậu đi đến được vòng này thì vô cùng bất mãn. Đối thủ lần này chính là Lục Tuyết Kỳ, đau lạnh đụng phải tảng đá núi. Trận này có trò hay để xem rồi. Ở bên dưới các sư huynh liên tục hô hào cổ vũ. Chỉ duy nhất là vắng mặt Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm đần mặt xám, sư tỷ không ở đây, có nghĩa là đi xem Tề Hạo tỷ thí rồi.
Lục Tuyết Kỳ lên tiếng xin được chị Sáu. Nàng ta nhanh chóng động thủ, Trung Tiểu Phàm cũng lao lên, vũ khí hai người nhanh chóng va chạm nhau và đều bị đẩy lùi. Mặc dù nhiều lần bị ăn hành vậy nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy rồi tiếp tục chiến đấu. Đúng lúc nàng ta tưởng như trận chiến đã kết thúc thì cậu bộc phát thực lực, mở khóa gen người vượn ở trong máu, sau đó chủ động lao lên tấn công, mỗi một đòn đánh đều chứa đựng uy lực mạnh mẽ. Lục Tuyết Kỳ nhanh chóng rơi xuống thế hạ phòng và bị đánh lui về sau, trên miệng hộc máu. Nàng quyết định dùng tới con át chủ bài, thân thể lơ lửng trên không, cộng hưởng với bầu trời. Lúc này trong lòng Tiểu Phàm vô cùng hỗn loạn, cậu liều chết lao về phía Lục Tuyết Kỳ. Trong khoảnh khắc gần nhau gang tấc đó, trái tim cậu bất chợt yếu lòng, cánh tay buông bỏ vũ khí. Kết quả là Trung Tiểu Phàm hứng chịu toàn bộ sấm sét đánh vào người. Điềm Bất Dịch nhanh chóng lao ra đỡ lấy, trận chiến này Lục Tuyết Kỳ giành được chiến thắng. Lão già Thương Tùng thấy vậy không quên chúc mừng Thủy Nguyệt đạo nhân, sau đó tiến lại gần chủ môn mách lẻo. Tên Trung Tiểu Phàm này rất kỳ quái, thế mà lại nằm giữ một pháp bảo có thể địch nổi thần binh hiếm thấy như Thiên Sam. Nó giống như vật huyết luyện, lão mong chủ môn nên xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không được tổn hại tới danh dự ngàn năm của Thanh Vân Môn. Đạo Huyền chân nhân cho rằng việc này trọng đại, để bàn bạc sau. Sau khi được đưa về, Trung Tiểu Phàm vẫn một mực nằm dưỡng thương. Về phần Lục Tuyết Kỳ, sau trận chiến vừa rồi, trong lòng nàng dường như đã có tâm sự. Cuối cùng thì trận chung kết của Thất Mạch Hội Võ cũng bắt đầu. Chỉ còn hai người, Lục Tuyết Kỳ và Tề Hậu. Kết quả là Lục Tuyết Kỳ thất bại, chức quán quân bị Tề Hậu đoạt lấy. Khi vừa tỉnh lại, cô lập tức bị trưởng môn Đạo Huyền chân nhân gọi tới chất vấn. Bản thân hoàn toàn không biết gì cả, lão già Thương Tùng nghe về liền phản bác. Phép huy luyện âm hiểm ác độc, không phải yêu nhân ma giáo sao lại có kiến thức và pháp lực mà rèn đúc bảo vật này. Lão lập tức nhận định cậu là gian tế ma giáo. Điềm Bất Dịch nghe vậy liền tức giận. Thương Tùng nói thêm, hành vi của yêu nhân ma giáo luôn khó dò, làm ra chút chuyện cổ quái cũng không phải lạ. Điềm Bất Dịch phản bác. Lão ta vẫn không bỏ cuộc. Điềm Bất Dịch nhảy tới trước mặt bảo vệ đồng thời thách thức. Hai người nhanh chóng động thủ, không ai chịu nhường ai. Hành động tùy ý động thủ giữa đại điện này làm cho Đạo Huyền trưởng môn cũng phải tức giận. Điều này chính là coi lão không có mặt ở đây, còn ra thể thống gì nữa. Ông cho rằng pháp bảo này tuy có khí tức khủng sát, vậy nhưng ẩn trong đó không giống hung vật từng thấy của ma giáo. Thanh Vân Môn tự xưng chính đạo, luôn luôn quang minh chính đại, tha rằng thai cho cũng không giết nhầm. Nếu làm như lời Thương Tùng đạo nhân thì chẳng khác gì người ma đạo. Lão ta nghe vậy liền cầm họng. Nói rồi, Đạo Huyền chân nhân liền quay về phía Tiểu Phàm phân phó. Lần này cậu xếp hạng thứ 4 trong hội võ thất mạch. Bây giờ lão lệnh cho cậu và bà ngồi đứng hạng đầu cùng nhau xuống núi rèn luyện. Còn về món vũ khí, vật đó chỉ có cậu mới sử dụng được. Trước tiên cứ cầm về dùng. Trung Tiểu Phàm nhanh chóng cúi đầu cảm tạ. Những người được cử ra bên ngoài rèn luyện gồm có Tề Hậu, Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ và Trung Tiểu Phàm. Bởi vì đây là lần đầu tiên tự mình ngự kiếm phi hành, cho nên Tiểu Phàm khá bỡ ngỡ. Vậy nhưng cảm giác được bay lên trời cũng thích thật. Sau một hồi phi hành, mọi người cũng gần đến được Hà Dương Thành. Trong vòng trăm dặm, đây chính là nơi lớn nhất, sầm uất nhất. Bên trong thành vô cùng náo nhiệt. Tăng Thư Thư dẫn ba người vào bên trong một tử lầu. Hắn đây là đang muốn để cho mọi người mở mang tầm mắt. Bốn người nhanh chóng tiến vào bàn ăn. Tiểu Nhị đã chuẩn bị sẵn thực đơn để bọn họ lựa chọn. Tăng Thư Thư xem một lượt rồi liên tục gọi lên vài món. Rất nhanh sau đó, đồ ăn cũng được dọn lên. Trung Tiểu Phàm vừa ngửi thấy mùi thức ăn thì đã biết ngon rồi. Bản thân cậu từng đảm nhiệm công việc bếp núc nên dễ dàng nhận ra mùi vị của nó. Tiểu Nhị thấy phải liền thán phục, quả nhiên là người trong nghề. Hắn ta cho biết, món mị ngư hầm này nếu không có loại cá mị ngư tươi ngon nhất thì thần tiên cũng không làm ra được mùi vị này. Vì nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu xanh này tên là Bích Sao. Bích Sao đi xuống bên dưới rồi bắt đầu chất vấn Tiểu Nhị. Đến tối, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tối hôm đó, cậu gặp phải ác mộng, bản thân bị một thế lực khác kéo xuống vũng máu không thoát ra được. Giật mình tỉnh dậy, Trung Tiểu Phàm liền đi ra bên ngoài hóng gió. Vừa vặn nhìn thấy Bích Sao đang ở đây ngắt hoa nên cậu ta liền đi tới nhắc nhở. Hai người tranh luận một hồi, nam chính dựa vào vẻ ngây ngồi trôi chảy sự đời của mình khiến cho nàng ta vô cùng thích thú. Sau khi Trung Tiểu Phàm rời đi, cô nàng Bích Sao liền đứng một chỗ ngắm hoa than thở. Dì U của nàng đi tới, bà ta đã thăm dò xong lai lịch của đám người Trung Tiểu Phàm, dẫn đầu là Tề Hạo của Long Thủ Phong, ba người khác thì chưa từng gặp, xem ra là thế hệ trẻ tuổi. Trước khi rời đi, dì U cũng không quên nhắc nhở, chuyến đi không tang lần này không thể coi thường, cả con đường này nàng phải tuyệt đối cẩn thận, không thể tùy hứng như ban ngày nữa. Chuyển cảnh tới đám người Trung Tiểu Phàm, nơi bọn họ đang hướng tới cũng là núi Không Tang. Không Tang Sơn nằm ngoài 3.000 dặm phía đông, cắt đá đầy đất, hoang vu dị thường, lắm sơn tinh mị quái ẩn hiện. Tề Hạo cảm thấy nơi này hoang vu quỷ dị nên nhắc nhở mọi người cẩn thận. Vừa tới lại gần, cả nhóm đã đụng đầu phải sàn rời, bọn chúng nhanh chóng lao tới tấn công khiến bốn người rơi xuống đất. Được biết, đây là rơi máu của Không Tang Sơn, chuyên hút tinh huyết của người. Không may là số lượng đám rơi này quá nhiều, không thể nào giết sạch được.
Đúng lúc nguy cấp đó, đệ tử của Thiên Âm Tự cũng xuất hiện. Bọn họ nhắc nhở, loài rơi này sợ ánh sáng. Tề Hạo nghe vậy, lập tức sử dụng ra pháp bảo, lục hợp kính dọi cho đám rơi máu bỏ chạy. Hai tên hòa thượng xuất hiện, đệ tử của Phần Hương Cốc cũng đến ngay sau đó. Bây giờ đã tập hợp đủ rồi, mọi người liền tiến vào trong động, thử thế xông lên giết vào trong đó. Cảm nhận được động tĩnh, mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bọn chúng nhanh chóng tấn công đám người Tiểu Phàm. Lão già có tên Giá Cầu cầm thời trường kiếm tấn công nam chính liên tục. Hai đệ tử của Phần Hương Cốc đuổi theo kẻ địch. Dẫn đầu bọn này là tên Niên Lão Đại. Trung Tiểu Phàm nhanh chóng bị ăn hành. Bọn chúng sử dụng một tảng đá chia tách cậu và những người khác. Trung Tiểu Phàm đứng dậy định bỏ chạy, vậy nhưng lập tức bị khống chế. Cậu cố gắng cầm lấy vũ khí, sau đó đâm một nhát vào bụng tên kia. Giá Cầu không thấy có động tĩnh đến từ Lão Tam nữa, nên chủ động đi qua xem thử. Sau khi đến nơi thì mới hoảng hốt, Lão Tam của bọn chúng bây giờ chỉ còn lại bộ thi thể. Trung Tiểu Phàm nhìn thấy bộ dạng đó cũng hoảng hốt. Giá Cầu nhận thấy Lão Tam bị chết là do chiêu thức hấp huyết đại pháp của Hấp Huyết Lão tiền bối. Biết tình thế không ổn, vậy nên Niên Lão Đại lập tức yêu cầu rút lui. Mọi người chậm rãi thăm dò vào sâu bên trong, đồng thời không quên nhắc nhở không được phân tán. Tiến lại gần một phiến đá, trên đá khắc ghi ba chữ Tử Linh Uyên. Không ngờ bọn họ vậy mà đã tới cấm địa luyện huyết đường rồi. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên nghe được âm thanh nào đó, vậy nhưng ngó đầu lại nhìn thì không thấy gì cả. Trương Tiểu Phàm phát hiện trên đỉnh đầu của nàng ta có một tảng đá chuẩn bị rơi xuống. Cô lập tức chạy tới giải cứu mỹ nhân. Những mảnh đá bị tách ra nhanh chóng di chuyển rồi nhốt hai người lại. Nàng ta lập tức đánh vỡ khối đá rồi tung chiêu về phía đám người mai phục, buộc bọn chúng phải hiện thân. Lần lượt từng người cùng ma giáo xuất hiện, tổng cộng có 5 tên ma giáo. Bọn chúng sử dụng dài chiêu thức cuồng xa tạo ra gió và khói bụi che khuất tầm nhìn, chia tách từng người rồi chơi bài tập kích đánh úp bất ngờ. Tên Giá Cầu chủ động tấn công Tiểu Phàm, Trung Tiểu Phàm chống cự kịch liệt. Đúng lúc gặp nguy hiểm thì Lục Tuyết Kỳ xuất hiện giải vây. Trong khi đó những người khác vẫn miệt mài chiến đấu. Lục Tuyết Kỳ thì giao thủ với Niên Lão Đại. Hai người này có vẻ ngang tài ngang sức. Chỉ có điều trận chiến của bọn họ lại xuất hiện thêm người thứ ba. Lục Tuyết Kỳ đã bị nữ nhân ma giáo phía bên kia khống chế tại một chỗ. Tiểu Phàm thấy sư tỷ gặp nguy hiểm liền nhanh chóng tiến lên giải cứu. Tuy nhiên đã bị Giá Cầu ngăn cản lại. Tình thế hiện tại chính là một đánh ba, vậy nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc. Cậu ném ra thiêu hỏa côn rồi lao lên cân hay, tay đấm chân đá kịch liệt, sau đó tranh thủ ném ra pháp bảo giải cứu được Lục Tuyết Kỳ. Mọi thứ bây giờ đều bị cắt bụi che tầm nhìn, rất thích hợp để tấn công bất ngờ. Niên Lão Đại lập tức nhân cơ hội đó tấn công phủ đầu, buộc hai người phải tách ra. Sau đó lão lao tới đánh nhau với Tiểu Phàm, còn Lục Tuyết Kỳ bị nữ nhân bên kia đánh úp. Ta không phải đối thủ nên nhanh chóng bị đẩy lùi. Giã Cầu nhanh chóng thế thân, khá to vung kiếm chém liên hồi, và nhưng kết quả vẫn chịu thua thiệt. Niên Lão Đại ở bên kia cũng vậy, cảm thấy kèo này khó hơn dự kiến, cho nên Niên Lão Đại buộc phải sử dụng ra yêu thuật. Trong lúc nguy hiểm, Trung Tiểu Phàm đã kịp thời ngăn cản, giải cứu thành công mỹ nhân. Lúc này Lục Tuyết Kỳ đã bị thương nặng, thân thể lảo đảo. Trung Tiểu Phàm chủ động lao lên, lão ta nhanh chóng đẩy lùi nam chính, hai tên còn lại lập tức vây công, bị ba người đánh hội đồng. Tiểu Phàm nhanh chóng bị ăn hành và bị đánh rơi xuống vực. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy liền chủ động lao xuống giải cứu. Lục Tuyết Kỳ cố gắng giữ tay Tiểu Phàm, vậy nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hai người cùng nhau rơi tự do xuống bên dưới. Nàng ta chỉ kịp tạo ra một cái kết giới. Ở phía những người còn lại, bọn họ nhanh chóng rơi vào thế hạ phòng. Tất cả vũ khí đều bị Niên Lão Đại áp chế. Vậy nhưng lúc đó, hai đạo công kích bí ẩn bất ngờ tấn công vào phiến đá Tử Linh Uyên. Điều này làm Niên Lão Đại hoang mang, lão cho rằng đám người này còn viện trợ. Tề Hạo liền sử dụng lục hợp kính phá giải áp chế trên vũ khí của mọi người. Sau đó hắn và Tăng Thư Thư song kiếm hợp bích, đẩy lùi đám người Niên Lão Đại. Tăng Thư Thư muốn đuổi theo, vậy nhưng Tề Hạo đã ngăn cản. Việc trước tiên là mau chóng đi tìm Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ. Giờ từ trên cao xuống, hai người vẫn toàn thấy Trương Tiểu Phàm thì nằm bất tỉnh nhân sự, còn Lục Tuyết Kỳ thì vẫn còn gượng dậy được. Tiến lại kiểm tra thương thế của Tiểu Phàm, cậu ta bây giờ đã bị thương rất nặng, tiếp tục như vậy sẽ có nguy hiểm, phải mau chóng rời khỏi đây. Vậy nhưng còn chưa kịp di chuyển thì xung quanh đã xuất hiện nhiều cái đầu lâu bay lơ lửng. Bọn chúng nhanh chóng tiến lại bảo vệ, buộc cho Lục Tuyết Kỳ phản công kịch liệt. Nàng ta phải tạo ra một cái kết giới bảo vệ mình và Tiểu Phàm. Đáng tiếc là mấy cái đầu lâu này lại có thể hút lấy công lực. Kết giới nhanh chóng bị đánh tan, mấy cái đầu lâu lập tức lao tới định làm thịt nam chính. Trong lúc nguy cấp đó, cây gậy thiêu hỏa côn bất ngờ có phản ứng. Đám đầu lâu kia nhanh chóng bỏ chạy, điều này làm cho Lục Tuyết Kỳ cũng thắc mắc. Đột nhiên có một cành cây xuất hiện tấn công nàng từ phía sau. Lục Tuyết Kỳ quyết định liều chết tìm con đường sống, nàng dùng chút sức lực cuối cùng tấn công vào cái cây kia, vậy nhưng không có quá nhiều tác dụng, ngược lại còn khiến cho bản thân kiệt sức và bị khống chế. Đúng lúc bọn chúng đang hấp thu sinh mệnh thì nam chính đã tỉnh lại.
Nhìn thấy sư tỷ gặp nguy hiểm, Trung Tiểu Phàm liền tức giận bộc phát thực lực để thoát xam, sau đó lao lên chiến đấu với cái cây kia. Cậu nhảy lên trên, rồi cắm mạnh vũ khí xuống dưới đầu nó tiễn nó về đất mẹ. Trong lúc đang tập trung giúp mỹ nhân khôi phục thì một đóa hoa sen chẳng biết từ đâu bay lại gần. Ngay sau đó là giọng nói uyển chuyển vang lên và người lên tiếng nói chuyện chính là Bích Sao. Ngoài sự có mặt của Bích Sao thì CU của nàng cũng đến. Bốn người Trương Tiểu Phàm và Bích Sao đã bị một con mãng xà khổng lồ bao vây lại. Bây giờ đã không còn đường lui nữa. Trương Tiểu Phàm chật vật bỏ chạy, hai người may mắn chui vào một cái hang và thoát khốn. Trong lúc đó, Lục Tuyết Kỳ thì vẫn ngồi thoi thóp bên cạnh tảng đá. Đám người Tề Hạo cũng nhanh chóng phát hiện ra Lục Tuyết Kỳ. Không nhìn thấy tung tích của Trương Tiểu Phàm, nàng ta vô cùng lo lắng. Tề Hạo nhanh chóng phân phó cho mọi người chia ra tìm kiếm. Lúc này Trương Tiểu Phàm đang tìm đường thoát ra ngoài, vậy nhưng vẫn không thấy lối ra. Bên trong toàn là lối rẽ. Đi lại một hồi thì hai người gặp lại nhau. Phía trước mặt họ là một cái thác nước. Lẽ nào đây chính là tích huyết động? Tiến lại gần kiểm tra, Bích Sao vô tình đụng phải cơ quan khiến cả hai rơi xuống bên dưới. Nàng ta nhanh chóng chạy lại cánh cổng trước mặt và mở nó ra. Đây chính là tích huyết động trong truyền thuyết. Chủ nhân bộ xương cốt có lẽ là Hắc Tầm lão nhân, uy chấn thiên hạ 800 năm trước. Tích huyết động này là nơi giấu kho báu của Hắc Tầm lão nhân. Vậy nhưng không ngờ lại không có gì cả. Ở bên ngoài, Lục Tích Kỳ vô cùng sốt ruột, bọn họ đã tìm kiếm Trương Tiểu Phàm nhiều ngày rồi, vậy nhưng vẫn không có chút tung tích. Tề Hạo muốn mọi người quay về đem tình hình ở nơi này báo cáo đến trưởng môn. Về phần Tiểu Phàm, cậu tiến lên thăm dò, nhìn thấy chiếc đầu lâu rơi xuống dưới, cậu liền đặt lại vào bộ thi thể. Bộ thi thể lập tức tàn vỡ, sau đó lối ra cũng được mở ra. Điều này làm cho Bích Sao vô cùng vui mừng, nàng ta nhanh chóng đi trước mở đường. Đi được một đoạn, hai người lập tức tiến vào một cái đại điện, trước mắt là hai bức tượng của Minh Vương và Thành Mẫu.